xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi video clip tiếp theo trong chiều ngày hôm nay trên kênh youtube dòng đề tv của mình à, xin kính chúc quý vị một buổi chiều làm việc thật hiệu quả và bình an nha thì trong cái bản tin ngày hôm nay xin được cập nhật những cái thông tin rất là nóng luôn quý vị à, tin rất là nóng luôn à, thì mới đây trong cái động thái trong một cái phiên live stream mới nhất của một cái cô cũng tự xưng là bông hầu nữa quý vị một cô tự xưng là bông hậu của chi đó thì cô mì xào của chuối gì đó thì cô ta nói là Ừ, trong cái trường hợp của bên cô hậu Lê lala cô ta đã không uh, cố ý để chế lời bác quốc ca nhưng mà do uh, bên uh, phía uh, bên nhận cái sự công kích của bên phía con vua tức là bên phía hồng loan đó nên uh, cô hậu phương lê mới gặp tai nạn này đó thì uh, cái cô uh, mì sọc của chuối này còn nói là là bên uh, còn vô ơn đã mua truyền thông mua cả báo chí đài truyền hình để lên tiếng mà công kích hãm hại bên cô hậu nha khoa đó là một cái câu chuyện mà thật sự rất là nực cười quý vị. mọi người nên nhớ nha cả đài truyền hình Năng lên TV, đài rồi bên phía đài truyền hình phú Chí minh rồi bên cổng thông tin chính phủ và báo luận thành phố hồ chí minh đã đều lên tiếng về vụ việc này đó rõ ràng nếu mà mua thì chúng ta phải mua những tờ báo lá cải như thế nào đó. Còn đây là những cơ quan trực thuộc của trung ương, những cơ quan báo chí chính thống mà chúng ta không thể mua bằng tiền đâu quý vị. Cái thông tin mà khi mà uh, các đài truyền hình, các báo chí người ta xác minh cái vụ việc là có cái thông tin này thì họ mới lên, mới đưa tin lên và đặc biệt là bên phía sở thông tin truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có một buổi họp báo và uh, trao đổi thêm về cái câu chuyện của cái cô bông hậu này và chắc chắn là sau khi mà xác minh xong. Thì cũng sẽ mời cô này lên để làm việc giải trình cái vụ việc chế là ba quốc ca cũng như là một cái động thái mới nhất đó là cô tiếp tục xúc phạm bốn chữ vàng là tổ quốc ghi công đó là một cái câu chuyện không thể chấp nhận được thật sự là không biết là sau này mà có có con cái mà nếu đi thi cho hoa hậu thì mình cũng không biết là có cho nên hay không quý vị cái thật sự mà mấy cô hoa hậu đã không biết là ăn học như thế nào trình độ lớp mấy mà mở miệng ra là cứ chửi khán giả rồi nói là bị <laughs> bị khán giả người ta mua truyền thông mua truyền thông từ đài truyền hình cho đến báo chí rồi hại cô bông hậu này ha cũng do mình thôi mình nếu một người mà thực sự mà một người có văn hóa một người có trình độ cái lời ăn tiếng nói mình thực sự phải chuẩn chỉnh mà ở đây còn mang danh là hoa hậu nữa thì thật sự là, là là, phải xem là cái tư cách của mình đó Ồ, hoa hậu hoa hậu kia cũng không vừa như hoa hậu này đâu đó rõ ràng là bên phía củ chi cũng như là bên nha khoa là cũng là 50 50 mươi quý vị đó bây giờ nó lại tiếp tiếp tục là công kích bên phía hồng loan nó nói là bên băng nhóm của bên còn vô ơn tức là hồng loan là là mua truyền thông để mà hại cái con la uh, le le này thật sự là tụi nhỏ là cả một băng nhóm với nhau cả mà nên uh, nói chung quy đi ngoài cái con uh, ở trang uh, khách sạn cũng như là bên bộ ba tam sơn và bên phía thằng thám tử lùng thì cứ lên tiếng là bảo vệ cho cái con bông hậu uh, la le chứ còn và cả con bị sao nữa cho đó là chính là những cái phát ngôn của cô ta và bây giờ cái video clip đó thì ghi âm đó cũng đã bị cô ta xóa đi đó thế mà nói là suốt ngày là là bị uh, bên phía anti-fan công kích lên cắt ghép để uh, hại chị ta đó là một cái điều thật sự không thể chấp nhận được quý vị Mới đây nhất ở trên trang cá nhân của vợ chồng Đinh Tý Bích Trâm cũng có đăng một cái dòng status khá đặc biệt đó là chúc mừng sinh nhật chị yêu đó kèm với ba hình trái tim thì đây là, là là hôm nay là sinh nhật của chị Ni và phía dưới thì mọi người cũng đã gửi rất nhiều những cái lời chúc mừng sinh nhật chúc chị ngàn lời tốt đẹp nhiều sức khỏe luôn tươi trẻ hạnh phúc mãi yêu chị à, chúc cô gái nghị lực và bản lĩnh nhé sinh nhật vui vẻ bình an và hạnh phúc bên gia đình đó nhiều người cũng gửi những lời chúc mình rất là nhiều nha chúc em sinh nhật vui vẻ nhi à, đó gửi lời chúc mừng sinh nhật chị hồng ni đó rất là tuyệt vời thế thì bây giờ thì cái câu chuyện của chị ni đang ở malaysia cũng đang là những cái vấn đề mà cũng đang được nhiều cộng đồng mạng quan tâm nhưng mà bây giờ đó, khi mà ngày hôm qua trương bảo xuyên cũng đã lên một cái bài viết nói rằng tất cả những cái thông tin trên mạng toàn là bị đăng toàn là bị uh, người ta dẫn dắt cái câu chuyện nó không đúng sự thật đó mọi người đừng có tin và những cái bài viết này là nó đang có ý là gây chia rẽ bên phía team của hồng loan cũng như là chị nay nên mọi người cần phải giữ một cái đầu lạnh chúng ta phải từng sáng suốt nha uh, khi nào mà những cái thông tin chính thức từ chị nay mà từ trương bảo xuyên hay là bên phía hồng loan và hay là má tư quốc thanh hay là cả linh tý bích Trâm thì lên tiếng là hoàn toàn chính xác còn tất cả những cái thông tin từ con tuyền xâm chỗ hay là bên thám tử nó tung tin lên là những cái thông tin nó bị dạ đăng nó dựng chuyện nó nói có thành không để mà nó dẫn dắt dư luận đó thì thực sự là là đó là một cái thông tin cũng khá là an tâm mặc dù là hôm nay là không biết là chị nay của chúng ta hiện tại đang làm gì đang ở đâu nhưng mà tất cả mọi người những người trong tim hồng loan cũng như khán giả cũng gửi những cái lời chúc rất là là tuyệt vời đến cho chị nay có một cái bài lời chúc này rất là hay luôn gửi lời chúc đến sinh nhật em hồng nay chúc em khỏe mạnh vui vẻ hạnh phúc bình an trong cuộc sống thành công trên con đường đời chúc người con gái mạnh mẽ có lông tấm lòng tốt có tâm có tầm thân gái dặm trường đứng ra bảo vệ người bị ẩn hiếp mà không mà hy sinh đến tính mạng tiền tài gần hai năm qua em giúp hồng loan trên mọi miền đất nước đều biết lòng tốt của em chúc em người con gái bản lĩnh có nghĩa khí đêm có được tiếng thơm muôn đời. Ở đó là một cái bài viết cũng khá là tuyệt vời quý vị, rất là nhiều những cái lời chúc mừng sinh nhật của khán giả nha. Đó mọi người bây giờ rất là lo lắng cho chị Ni không biết là tình hình của chị như thế nào rồi. Đó nhưng mà mọi người cũng an tâm đi, hôm qua thì anh Trương Bảo Xuyên cũng đã có lên một cái bài viết để cập nhật cái thông tin cho quý vị một cái thông tin mới về cặp vợ chồng của cô chú Thím Bảy Khọt mới Bởi đây nhất thì trên trang cá nhân của cô Thím Bảy cũng có một cái bài đăng cũng khá là dài quý vị. Đó, đang nói là một cái bài đăng đang gọi là ngưng, nhận quyên góp nha. Thì cái nội dung bài viết như thế này. À, thím khọt xèo xin cập nhật tình hình sức khỏe của anh uh, chú bảy khọt xèo để quý khán giả ân nhân gần xa được biết hiện tại anh vẫn còn nằm trong bệnh viện để điều trị vì tình trạng sức khỏe chưa được ổn định bác sĩ đang theo dõi và làm xét nghiệm trong thời gian sắp tới và uh, Khọt Xèo cũng xin phép Thông báo với tất cả quý khán giả Nhân gần xa Bắt đầu từ ngày hôm nay Tức là 26 tháng 8 Thì xin không nhận tiền hỗ trợ của quý vị nữa Để tránh tình trạng một số người Công kích và nói sai sự thật Mong quý khán giả nhân hiểu Và thương cho gia đình của Khọt Xèo uh, Khọt Xèo và anh Bảy Xin chân thành cảm ơn quý khán giả Các cô chú anh chị gần xa đã yêu thương Chia sẻ hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình để uh, thiếu bảy có kinh phí lo cho anh chú bảy uh, cảm ơn cô thủy la la đã hỗ trợ cho cô trong lúc khó khăn này uh, xin nhận lời cảm ơn sâu sắc và trân trọng mãi mang ơn khán giả gần xa và xin uh, khắc uh, cố quy tâm uh, đó là một cái bài viết mà có nói là bây giờ nhiều người đã nói là nó đã nhận đủ tiền rồi nó sẽ, sẽ tạm ngưng và nó lấy cái lý do là bị công kích dữ quá thật sự là là là, là cái câu chuyện mà quyên góp là một câu chuyện không ai có thể chấp nhận được khi họ cũng từng dỗ uh, ngược xưng tên là tôi đây là nghệ sĩ lớn nghệ sĩ lớn tại sao lại 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 làm biết bao nhiêu năm nay là là không tích góp được một một tí tài sản để phòng thân mà cứ hở là đau là bệnh là cứ lên uh, đòi quyên góp đòi bằng động thế là những lúc khỏe tại sao ông lên ông chửi khán giả cộng đồng mạng mà lúc ốm thì ông lên ông cầu cứu là như thế nào đó phải xem lại con đường ăn ở của mình nha thật sự câu chuyện này cũng khiến cho nhiều người khá là bức xúc khi mà những lúc mà chú bảy còn khỏe thì chú bảy cũng lên chửi dữ lắm quý vị đó đến má tư cũng còn lên status để nhắn với, với ông chú bảy là thân thì một năm nhập viện năm lần bệnh nan y mà không biết tu tâm dưỡng tính để đến ngày cuối cùng ra đi cho bớt đau đớn mà cứ lên ngồi sủa tru tréo như con Uh, điên nặng điền đó, uh, thật sự là 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 uh, ông này ông cũng lên, ông cũng rất là sân si đó, hơn thua và đòi thưa kiện cả đứa con gái của mình. Uh, Thực sự là một người nghệ sĩ như vậy thì không thể chấp nhận được. ở uh, nhiều người còn so sánh là không biết là ông này uh, có chung dòng máu với cố nghệ sĩ vũ linh hay không khi mà rõ ràng là hai người này uh, mang cái uh, nhân cách và cái lối sống hoàn toàn khác nhau quý vị. Một người thấy uh, cố nghệ sĩ vũ linh là một người ta nói là âm thầm nỗ lực làm việc. Và uh, lo cho đứa con của mình Đó là Hồng Loan mà Không bao giờ mang lên báo chí Không bao giờ đưa lên truyền hình làm gì cả Cứ âm thầm đi làm và nuôi con Ở Trong khi đó ông chú Bảy thì đứa con gái Bùm bùm của mình từ lúc lọt lòng cho đến giờ Thì có cái ngày nào mà ông chăm sóc cho bùm bùm không Ở Sau này khi mà bùm bùm uh, uh, Bụng mang và chữa Thì cũng lên uh, uh, Nói từ mặt này kia Và nói là không cho để tan nữa. Thật sự là nghe mà rất xót quý vị nhiều người người ta nói là uh, con từ cha mẹ chứ có cha mẹ nào mà đi từ con không đó thực sự là ông bảy phải xem lại cái cái cách ăn ở của mình đó, gieo nhân nào gặt quả ấy đó mình già mình sống sao có mình tích đức đi đó để con cháu sau này nó hưởng phước đó chứ đừng có hơn thua làm gì bây giờ chỉ có tranh giành căn nhà số 5 thì cũng sống trả được bao nhiêu năm đó đó là những cái ý kiến khán giả người ta góp ý với chú bảy như vậy thì trong các bản tin ngày hôm nay sẽ được cập nhật những thông tin khá là nóng nha có những cái tin tức gì mới về hồng loan chị ni và bên phía kênh kênh thì mình sẽ lên video ngay lập tức gửi đến quý vị nha các bản tin chiều hôm nay của dòng đời tv đến đây sẽ được tạm dừng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video clip tiếp theo